Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 2021. Chúng ta tiếp tục học tập đạo làm con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Cái đạo làm người, mỗi một người chúng ta rất cần thiết để mà tiếp nhận. Nên lúc mình còn nhỏ nhỏ mình đi học thì cái câu ca dao nằm lòng mỗi người chúng ta phải nhớ: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nên cái đạo làm con, hiếu với cha mẹ, không có nói những lời giả dối gạt gẫm cha mẹ, và cha mẹ già chân thật hết lòng phụng dưỡng lo lắng. Khi một con người mà có một hành động sống như vậy thì tất cả những cương vị của họ sẽ thành công rất là lớn. Những đức khi coi cái bộ phim Nhạc Phi thì Nhạc Phi là một vị tướng lưu danh cho hậu thế, phải gọi là trung nghĩa song toàn, được sự giáo dục từ mẹ. Mẹ Nhạc Phi còn gọi là Nhạc Mẫu, người mẹ gương mẫu lưu danh cho hậu thế, dạy được một đứa con trung hiếu vẹn toàn, rồi trung quân ái quốc, sống liêm khiết. Những đứa con lịch sử như đứa thấy rõ ràng là tất cả những vị làm quan thanh liêm toàn là người con hiếu, còn những người làm quan tham ô là con bất hiếu. Những ông vua minh quân là con có hiếu, những ông vua mà không biết thương dân lo cho đất nước là con bất hiếu. Nên ngày xưa tất cả những người con hiếu là người ta sẽ trọng dụng. Vì sao? Vì con người này sẽ là người chính trực. Vì chính bản thân của họ hiểu được cái câu đạo đức khuyết cha mẹ buồn, nên họ rất sợ đạo đức của họ bị khuyết, cha mẹ lo buồn. Vì người con hiếu, họ muốn làm những cái việc rạng rỡ tông đường, không có muốn làm những việc bị tai tiếng mà làm cho cha mẹ đau lòng. Từ giáo dục mà ra quý vị phải nhớ. Nên sanh con dạy con là việc rất quan trọng. Quan trọng hơn cái việc sanh con nuôi con khôn lớn, làm giàu để tạo sự nghiệp để lại cho con, quan trọng hơn việc này. Nếu như một con người hư hỏng thì có sự nghiệp lớn cũng có kết quả lợi ích gì đâu, không có ý nghĩa gì. Nhưng con của mình được giáo dục, được dạy dỗ đàng hoàng nên người, sống có nhân cách đạo đức, sống có trách nhiệm đối với gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Sanh một con người như vậy và tạo ra một con người như vậy đúng là đại công đại đức, phải nhớ. Nên có một đoạn mà Ấn Tổ ngài dạy rất hay nè quý vị. Ấn Quang Đại Sư ngài dạy nè: Quang thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẳng xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lại nói dạy dỗ con cái là căn bản để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu. Bởi lẽ những kẻ làm quan hoặc giặc cướp hiện thờ chiên trọng vũ lực, chẳng đối hoài đạo nghĩa, đều là vì thở ban đầu chẳng được cha mẹ hiền dùng nhân quả báo ứng để khéo dạ dỗ mà ra. Nếu thở bé đã được nghe những lời dạy tốt lành thì thà chết cũng chẳng dám làm những chuyện thảm khốc, chọn chưa hề có ấy.
tội lỗi ấy quả thật do cha mẹ bọn chúng khởi đầu, chứ không phải chỉ riêng mình bọn chúng. Trong cõi đời lúc này, nếu chẳng đề xướng những sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân, mà muốn thế đạo thái bình, dẫu Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời thì cũng không làm gì được. Nên Ấn Tổ ngày chú trọng cái chuyện dạy con, mà con gái quan trọng vô cùng. Vì Ấn Tổ ngày nói á, dạy con gái hiền thì mới có hiền thê, có hiền thê thì mới có hiền mẫu. Một người con gái hiền hậu có đức hạnh thì khi có chồng có con thì biết dạy con. Tại vì con gần gũi bên mẹ nhiều, nên có thể có một người chung quân ái quốc, có một người có đạo đức để giúp cho mọi người, đều là nhờ từ sự dạy dỗ, sức ảnh hưởng của một người mẹ mà ra. Nên quý vị chỉ cần quan sát để ý một chút thôi, quý vị sẽ thấy rõ ràng. Nhìn người mẹ, nhìn người con, nhìn một người mẹ đảm đang, giỏi, siêng năng, làm việc kỹ lưỡng, thì những đức nó bảo đảm với quý vị biết đứa con gái nó không tệ, không bao giờ tệ. Những đức lúc còn nhỏ, những đức thấy được mẹ những đức nhà nghèo, nhưng bà rất đảm đang vì cái chuyện bếp núc và lo lắng trong gia đình. Bà rất giỏi, công nhận là bà giỏi thiệt. Khi mỗi năm đám giỗ đi về bên nội, hoặc là đám giỗ bên ngoại, gia đình của bên nội và gia đình bên ngoại là gia đình bên mẹ, mỗi lần mẹ về là mấy cô, mấy dì, mấy chú đều là chị hai, việc này sao, làm sao. Bà vô bếp là bà đảm đang, bà làm việc cực lực, làm xong bà dọn dẹp sạch sẽ, gọn ghẽ, rất là giỏi. Gặp người thì chào hỏi có lễ phép, tuy không có biết chữ nào hết, nhưng cái nhân cách của bà sống vậy đó, rất giỏi. Rõ ràng là những đức thấy tất cả các chị, những đức phần nhiều chị nào cũng rất là giỏi vì việc bếp núc. Mình thấy rõ ràng là ngày xưa mẹ sống với ba có nhiều cái khó khăn. Có khi ba nhậu về, ông gầy la, ông nói này nói nọ, nhưng mà luôn luôn là giữ cái đạo làm vợ. Thì con gái nhìn từ chỗ đó, nên gia đình những đức không có một người chị nào hay một người anh nào mà thay chồng đổi vợ hết. Ảnh hưởng từ người mẹ mà ra. Người mẹ rất là siêng năng, rất giỏi, nghèo mà sạch, rất mà thơm. Thì từ nơi đó thì con gái sẽ bị ảnh hưởng thôi quý vị, chắc chắn là như vậy. Còn nếu như bây giờ một người mẹ bóng sắc, ăn diện, vỗ móng tay, sơn mặt mày, thì quý vị biết rằng đứa con gái này cỡ nào cỡ nó cũng phải học theo. Quý vị nhìn đi, phải rõ ràng không? Thì cái ly nó đổ ra cái ly, còn cái tô nó đổ ra cái tô, chứ không có cái chuyện mà cái ly mà đổ ra cái tô, mà cái tô đổ ra cái ly, không có. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó cái sức ảnh hưởng khi dạy một người con gái, một người con gái hiền hậu, đạo đức, thì người con gái hiền hậu đó thì sau này làm vợ gọi là hiền thê. Đã là có hiền thê thì sanh con ra sẽ biết dạy con gọi là hiền mẫu. Nên thở xưa có nhiều người đạo đức, đồ nhân tài xuất hiện là nhờ có hiền mẫu. Bây giờ vì sao con cái hư hỏng nhiều là vì không có hiền mẫu. Con người bây giờ cứ lao theo vật chất kiếm tiền làm giàu, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, không chú trọng về nền giáo dục, cuối cùng ngã ngửa ra con hư hỏng bất hiếu. Bữa đó một vị thầy kể một câu chuyện,
Mà thằng con trai giết cha, giết mẹ, giết luôn em, trong gia đình giết sạch. Khi có vợ thì chém vợ ở tù. Ở tù xong gia đình ai cũng bỏ rơi, không quan tâm đến, nó hận quá. Về nhà rồi chém luôn cha mẹ, chém luôn em gái. Ghê chưa? Nên từ nơi đó một con người từ khi còn nhỏ được rèn luyện dạy mà ra. Còn nếu như một con người từ khi còn nhỏ mà đã hư hỏng rồi, lớn lên khó dạy. Nên người xưa nói một câu rất là hay: dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới dạy. Con lúc còn nhỏ chăng thật mà giáo dục dạy nơi Ấn Tổ ngày nói, dạy vì nhân quả báo ứng, dạy vì giáo dục đạo đức làm người. Những điểm này rất là quan trọng. Nên những cái bài học tập này những đức chia sẻ để lên cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, thì những đức thấy cũng được khoảng gần 2.000 người coi trong một tuần vậy đó. Ngàn mấy 2.000 người người ta coi. Cái số lượng nó đều đều như vậy thì cố gắng nghe rồi mình áp dụng trong cái gia đình của mình. Khi một gia đình mà tiếp nhận giáo dục, vợ chồng tôn trọng nhau, sống hòa thuận. Có khi chồng bực bội tức tối thì vợ nhịn, còn vợ có khi bực bội tức tối thì chồng nhịn. Khi mà ngồi lại bên nhau thì nhắc nhở nhau. Vợ chồng mà hạnh phúc thì mới cùng chung tay để dạy con. Còn nếu như gia đình này giàu vô cùng mà vợ chồng không hạnh phúc thì làm sao mà dạy con nên người. Quý vị phải nhớ rằng tất cả những đứa con đau lòng nhất là nhìn cha mẹ mình không hạnh phúc, mình nhìn cha mẹ mình chia tay ly dị. Có một vị Phật tử này đi đến chùa, vợ chồng cũng đi đến chùa, cũng nghe những đức chia sẻ, cũng đến lớp đệ tử quy, nhưng mà cái nghiệp duyên gì lạ vô cùng để cho chúng ta nhìn nhận. Vợ chồng hình như là có 4 đứa con, có sự nghiệp cũng tương đối, lo làm ăn được, ai cũng giỏi hết. Sau này tự nhiên cái nghiệp duyên gì đến, tự nhiên hai vợ chồng không hòa thuận. Quý vị phải nhớ rằng mình là một người làm vợ, người đàn ông thì ta nóng tính. Nên người xưa ta ví dụ người đàn ông như lửa, người đàn bà như nước. Còn bây giờ người đàn ông nóng tính, mà bây giờ người phụ nữ mình cũng nóng tính. Lửa cháy lên mà mình lấy xăng lấy dầu mình đổ vô làm sao mà chịu nổi quý vị. Nên có khi cái chuyện gia đình lu bu lộn xộn, phải xem lại mình là người phụ nữ, mình có khéo điều tiết cái chuyện gia đình hay không. Cái người đàn ông nó ầm ầm vậy đó, nhưng nếu người phụ nữ mà khéo léo thì cũng điều chỉnh dễ lắm, không có khó. Nhưng nếu người phụ nữ mà ngang ngạnh, khó chịu, hỗn ẩu thì cũng chịu thua luôn. Thường bị đánh đòn hoặc là bực bội khó chịu rồi đi đến cái chuyện chia tay ly dị. Mà khi một gia đình mà chia tay ly dị giữa vợ chồng với nhau thì gia đình này cứ như tan nát. Con thì nó bị ám ảnh cái cảnh đi với mẹ không có cha mà đi với cha không có mẹ. Cái màn kịch của cuộc đời này nhiều lắm, vì do con người không tiếp nhận giáo dục mà ra, phải nhớ. Thì cái cặp vợ chồng đó khi tự nhiên bất hòa chia tay, khi chia tay rồi thì ngôi nhà có khi cắt làm đôi. Ngôi nhà cắt làm đôi rồi thì bây giờ ra vào gặp mặt cũng thấy khó chịu. Quý vị coi có nhiều người ta thấy ly dị xong nhà cắt làm đôi, gặp nhau thấy khó chịu vô cùng. Thì bắt đầu là điều kiện mong người vợ người chồng bỏ số tiền, con thì chia ra người nuôi hai đứa, bỏ tiền ra lấy nguyên căn nhà này. Thì thí dụ như vợ hoặc chồng không đủ tiền bạc thì vay tiền bạc để đưa tiền cho chồng hoặc cho vợ để có căn nhà. Cuối cùng rồi thì bây giờ lo cho hai đứa con. Thêm cái nữa bây giờ cái điều kiện để mà tạo ra tiền nó không ổn định. Thì lúc đó càng ngày nó càng lún sâu khi mất nhà mà còn nợ. Rồi thí dụ như bây giờ người phụ nữ này bây giờ làm không đủ tiền bạc, gặp người đàn ông nào cái nữa là tiếp tục đến nữa, con cái nghiêu ngao, quý vị thấy chưa?
cái cảnh mà gia đình mà vợ chồng ly dị là nó xảy ra cái vấn đề lớn. Rồi con cái buồn, mắc cỡ, nó lớn lên nó thấy mẹ cha vậy nó cũng buồn. Bắt đầu nó hư hỏng, nó tập bè tập bạn hư hỏng, nó ăn chơi, sa đọa và trở thành tệ nạn xã hội. Nó đều là do gia đình không được hạnh phúc mà ra. Nhưng quý vị coi cái xã hội bây giờ, cái việc mà ly dị ly hôn quá nhiều. Có người lạ thai giống như là họ muốn có một hai đứa con để mà họ nuôi vậy thôi, còn nếu đụng chuyện thì họ chia tay ly dị. Lạ vô cùng. Nên gia đình tan nát. Vợ chồng mà chia tay ly dị thì gia đình tan nát rồi. Nên cái việc mà tiếp nhận giáo dục và hiểu được định lực nhân quả, khi vợ chồng đến với nhau thì ăn đời ở kiếp cả cuộc đời, gây dựng về đạo đức. Nếu tiếp nhận được Phật Pháp thì quá hay. Chứ nếu như bây giờ mình chia tay, mình còn trẻ, mình cuối cùng cũng bước thêm bước nữa thì khổ là cho ai? Con mình, riêng bản thân mình cũng không có được gì hạnh phúc. Con mày con tao phiền phức vô cùng. Nên tất cả những người mà tiếp nhận giáo dục, nghe giáo dục rồi thấy là cái lợi ích. Khi mình đã có duyên đến với nhau rồi thì cả đời mà sống với nhau. Con cái cỡ nào thì chăng nữa cũng kính trọng người cha người mẹ đó, phải nhớ. Nên có một đoạn Án Tổ ngày dạy nè: hơn nữa cõi đời ít có người lành là do trong gia đình không khéo dạy dỗ. Nhưng trong một gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ quan trọng nhất. Bởi lẽ con người lúc bé hàng ngày ở bên mẹ được hung đúc tánh tình nhiều nhất từ nơi mẹ. Do vậy thiên chức của phụ nữ là giúp chồng dạy con. Nếu không có hiền nữ làm sao có hiền thê, hiền mẫu cho được. Vì thế nói rằng khéo dạy cho con cái biết nhân quả ba đời chính là cái đạo gốc chính, nguồn trong để bình trị thiên hạ vậy. Quý vị coi cái xã hội này nó nhiều kiếp nạn là do từ không được giáo dục mà ra. Bây giờ một người phụ nữ không được dạy đàng hoàng thì tùy tiện đụng ai cũng lấy, thì cuối cùng thì đi phá thai tùm lum. Quý vị coi gây ra bao nhiêu kiếp nạn chưa. Mà một người phụ nữ mà thường phá thai như vậy thì quý vị biết làm sao hạnh phúc. Phá thai là tội giết con. Mà bây giờ họ không hiểu nhân quả gì hết, họ chỉ thấy sung sướng được chút vậy thôi, thì bắt đầu họ đụng đâu cũng lấy, bậy lấy bạ, dễ ti tiện cho không. Thì cuối cùng lúc đó thì mang thai đi phá thai. Thì quý vị coi thế, cái nhân còn trẻ nó đã như vậy rồi, sao mà sau này có được cái hạnh phúc, thấy không? Con cái không được dạy đàng hoàng, con gái nó vừa lớn lên bắt đầu nó gặp trai, bắt đầu là nó chớp nó nhìn. Nó gặp chỗ nào trai là nó be nó lạng, là quý vị biết đứa con gái này thì sao rồi đó. Mà bây giờ cái chuyện mà truyền hình phim ảnh nó dài quá dễ người ta hư hỏng. Nó nên thời đại loạn lạc hư hỏng vì đạo tâm. Tâm đạo đã hư rồi thì loạn lạc. Và kiếp nạn ao ạt đến. Đủ kiếp nạn đến. Do từ lòng người mà ra. Nhưng Đức chia sẻ những điều này quý vị rút kinh nghiệm đi. Nên chúng ta sanh trong những cái thời cuộc này mà gặp được Phật Pháp là quý lắm. Nhất là pháp môn niệm Phật. Nên người làm cha làm mẹ nghe được Phật Pháp, con từ khi còn nhỏ mình thương, nhưng mình phải dạy thương để giúp chứ không phải thương để hại. Nên cái hành động của người làm mẹ làm cha quan trọng vô cùng để làm gương cho con. Mình làm cha mẹ người ta, mình hiếu với cha mẹ mình, người ta nhìn thấy rõ ràng thì mình dạy người ta mạnh miệng. Còn bây giờ đối với cha mẹ mình không hiếu. Nên những Đức từng chia sẻ, những Đức nói rằng bây giờ nhiều người làm cha làm mẹ đặt con nặng hơn cha mẹ ruột của mình. Thì sau này con mình nó lớn lên, nó cũng đặt con của nó nặng hơn mình. Giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu như vậy. Rất là rõ ràng quý vị à, nhớ. Nên mỗi một người chúng ta phải trân quý nền giáo dục, phải tiếp nhận giáo dục, phải nhìn nhận cái cuộc sống. Nhiều kiếp nạn xảy ra là từ đâu? Có khi con còn nhỏ đỡ lo, mà con càng lớn thì càng lo. Đúng ra con còn nhỏ thì lo, con lớn thì nó hỗ trợ giúp đỡ cha mẹ.
Con này con càng lớn thì càng lo nhiều, vì nó hư hỏng, nó không nghe lời. Là do từ khi còn nhỏ mình đã bỏ bê tùy tiện. Quý vị coi ngày xưa người ta, người mẹ là thay chồng dạy dỗ con. Bây giờ vừa sanh con ra bắt đầu đi kiếm tiền đưa con mình cho người khác nuôi. Gặp cái người mà nuôi dạy em bé mà hiểu được nền giáo dục thì mình làm hết trách nhiệm của mình lấy tiền người ta thì cái này cũng có công đức phước báo. Nhưng gặp một người ta chỉ làm trách nhiệm của người ta thôi, thì con của mình từ khi còn nhỏ giao cho người ta đại, có khi giết rồi tình mẫu tử giữa con và cha mẹ nó xa cách. Một ngày con mình nó ở với người ta nhiều hơn ở với cha mẹ. Thua. Người xưa người ta một người chồng kiếm tiền, vợ thay chồng dạy con lo gia đình, thì nó mới có một mái ấm gia đình. Còn nhà thì mỗi ngày đóng cửa, con thì gửi cho người ta nuôi, vợ chồng đi kiếm tiền, tới chiều tối mới về nhà. Gia đình này nó lạnh lẽo vô cùng, làm sao có được cái hạnh phúc. Còn bây giờ trong gia đình của mình có người chăm lo dạy con đàng hoàng, đi làm tranh thủ về ăn buổi cơm. Những đức nói rằng làm một cái việc gì đơn giản mà quan trọng là gây dựng được hạnh phúc gia đình. Tới giờ ăn cơm về ăn buổi cơm do chính tay vợ nấu, nó ấm áp cái tình cảm gia đình, cha mẹ con cái, thấy không? Còn cái kiểu mà đi làm cứ đi xuyên suốt, sáng mở mắt ra là đi ra quán ăn, nó không còn có một cái mái ấm gia đình nữa quý vị à. Ngày xưa người ta cỡ nào đi chăng nữa cũng là mái ấm gia đình. Đi làm gì cũng vậy, tới trưa người ta về ăn cơm cùng với gia đình, chiều về ăn cơm gia đình. Gia đình nó rõ ràng nó là ấm áp hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc thì mới thịnh vượng. Một gia đình mà lạnh lẽo không hạnh phúc thì sao thịnh vượng được quý vị. Nên cái việc này nên người Phật tử, người nghe đạo phải suy nghĩ lại. Những đức thấy rằng là cái bổ túc gia đình hạnh phúc vô cùng quan trọng. Còn nếu như tiền nhiều mà mất lòng tin với nhau, không được hạnh phúc thì cũng không có được niềm vui đâu quý vị. Những đức cũng vậy, ở đây rất chú trọng vì một ngôi tam bảo, tất cả con người cùng sống cùng ở trong đây, ai cũng có nụ cười, ai cũng được sự lo lắng quan tâm, ai cũng cảm thấy bình an. Nên tuy đông người nhưng tiếng cười sống mỗi ngày rộn ràng, các cụ vui vẻ nên mạnh khỏe. Cái này là cái rất là quan trọng. Mà nhiều hàng Phật tử đi về chùa mình, phần nhiều quý vị bước vào là thấy bình an liền. Có những người trong thời điểm dịch bệnh này ta không đi đến đây được, trong thời điểm này hơi giãn cách, người ta ghé ngang chùa, người ta vô chùa, người ta mừng rơi nước mắt. Năm mấy tháng nay không đi đến chùa được, nhớ chùa vô cùng. Nhớ đây là nhớ một hoàn cảnh bình yên, đến cảm thấy bình an, trong tâm cảm thấy thoải mái, vì con người ai cũng vui vẻ. Đông người phần nhiều đều sống hòa thuận với nhau. Cái chuyện mà hoàn toàn hòa thuận mà đông người gì thì cũng không thể nào được. Nhưng mà nó có được sự hòa thuận và có một cái tổ chức sống rất rõ ràng. Đây là cái rất đặc biệt. Nên trong gia đình của mình nó cũng phải có một cái tổ chức của gia đình. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con. Một gia đình như vậy đó thì gia đình mới có thể được hạnh phúc. Còn nó đảo lộn ngược lại hết, không ra gì hết thì thua, gia đình này coi như là tan nát. Mong những bài chia sẻ này, cái lớp đạo làm con của chúng ta học tập trên mạng, từ cha mẹ các cháu và các cháu đi nhìn nhận về cái đạo làm người và về nhân quả. Mình bây giờ mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình sau này hiếu với mình. Mình bây giờ mình bất hiếu với cha mẹ mình, nói dối với cha mẹ, mình học tập trên mạng online mà mình thường bấm qua cái này kia mình coi trên mạng, gặp cha mẹ thì mình bấm lại giống như là đang học. Mình giả dối với cha mẹ, mình dùng chiếc điện thoại hay cái máy vi tính của cha mẹ mua cho mình học mà mình không lo học. Mình bấm trò chơi trên điện thoại, trên máy vi tính, dối cha dối mẹ. Cái tâm này của mình là đứa con gì không có hiếu đâu. Còn nhỏ mà đã như vậy rồi, cha mẹ lo cho mình mà mình đã gạt gẫm cha mẹ rồi thì sau này làm sao mình có được tương lai. Nên các con tự suy nghĩ lại. Khi các con được nghe về đạo làm con, nhìn nhận lại cái hành động của mình thì nhất định các con sẽ càng ngày càng tốt. Những đức thường khuyên rằng từ khi còn nhỏ tập nghèo cho sạch rách cho thơm, luôn luôn thật thà nhiệt tình, không có giả dối gạt người hay là tham lam muốn lấy của người ta. Từ khi còn nhỏ luôn luôn thật thà nhiệt tình,
không có lấy của cải của ai. Đối với cái chuyện mọi người mình nói chuyện là nói thật thà. Các con tập vậy đi, sau này lớn lên nhất định các con có tương lai. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình của các cháu tiếp nhận được giáo dục, sống hạnh phúc, và mọi người ai cũng khỏe mạnh, sống vui vẻ. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học tập đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.